cái tên nó cũng rất là lạ, người ta gọi ở đây là bánh canh ruộng. Quý vị và các bạn thân mến, một cái địa điểm rất là đặc biệt mà Coleman đã tìm thấy đâu đó trong một lần đọc trên mạng, đó là một cái tiệm bánh canh cá rất là đặc biệt ở Đà Nẵng này vì giá quá rẻ đi. Và cái tên nó cũng rất là lạ, người ta gọi ở đây là bánh canh ruộng. Bởi vì ngày xưa nó là ở cái khu này là toàn là ruộng, đồng ruộng không à, cho nên người ta gọi là bánh canh ruộng. Và sau này thì cái chỗ này nó đông khách tới cái mức mà người ta phải vào chờ rồi đợi, xong rồi sau đó lại có một cái tên nghe cũng rất là buồn cười, đó là bánh canh chờ, xong bánh canh trực. Nghe cái từ trực thì mình thấy nó hơi tiêu cực một chút xíu, nhưng mà mình Coleman thì thích cái từ bánh canh ruộng hơn. Bởi vì mọi người biết không, Coleman tên là Điền, Điền là ruộng đó, cho nên thiệt ra cái tên này, bánh canh này đúng ra là bánh canh Điền đúng hơn ha. Và bánh canh ở đây là bánh canh cá nha, bánh canh cá. Cậu dành thôi mình đi vào bên trong đi, đó thấy xe để rất là đông. Rồi cái cảnh phía trước mà mọi người nhìn thấy cái hình này, nếu mà mọi người tìm trên mạng thì mọi người sẽ thấy cái hình ảnh này rất quen thuộc. Và phía bên kia là cái cầu, chân cầu Thuận Phước đó, cầu Thuận Phước đi vòng qua cả tới đây. Một cái điều mà nó khá là tương phản, nếu mà mọi người nhìn ngược lại phía hướng bên kia, ngay bên bờ sông, đối diện với bờ sông Hàn đó, cái quán bánh canh ruộng này hay bánh canh cá nướng này đó, nó nằm đối diện với bên bờ bên kia. Cảnh quan bên kia đẹp bao nhiêu, lung linh bao nhiêu thì bên đây mình lại nhìn thấy sập sệ bấy nhiêu đấy. Nhưng mà ảnh hưởng gì nào, ăn ngon là được. Và miễn sao thực khách họ thấy happy với cái điều đó, họ thấy hạnh phúc với cái món ăn đó là ok. Mà món ăn có gì đâu, thứ nhất là ngon, thứ hai là rẻ, là tất cả thực khách đều yêu thích. Còn có ngon mà đắt tiền thì cũng không ai thích cả, đúng không? Còn ngon mà vừa ngon vừa rẻ thì thật sự tất cả thực khách đều thích. Và chúng ta hãy cùng vào để tìm hiểu câu chuyện của bánh canh ruộng này nhé. Rồi, quý vị và các bạn thân mến, đây Coleman bắt đầu tiến vào gần trong cái khu vực phụ. Ở đây nghe người ta nói là bánh canh này phải tự phục vụ, nhưng mà theo như mình hiểu thì không phải là tự phục vụ, là tới cái mức mình đi lấy từng thứ đâu, mà chủ quán đã làm sẵn rồi, xong sau đó theo việc của người đến là giúp người ta, mình bưng cái tô đó ra cho bạn tự ăn thôi đó. Như vậy thôi, tự phục vụ là có ý nghĩa là như vậy. Rồi, anh cho anh một tô nha. Rồi, cho hai tô. Em là con gái cô Cúc đó không? Đó không em? Dạ, cháu hả? Ủa, cô hôm nay có đây không? À, cô đứng đằng sau hả? À, đây, đây, cô đứng đằng sau. May quá, hôm nay Coleman đến rất là đúng lúc, gặp được cô luôn. Đây, số bánh canh cá này là cái gì em? Bánh canh cá ngừ. Cá ngừ mình nướng hay sao? À, thôi để bạn này mà tập trung bán này nha. Cái này sái, bỏ dầu sái. Đây là cái này. Đây cá này, cá ngừ sấy lên. Rồi có cái chả cá nữa phải không cô? Đây chả cá. Đây chả cá. À. Đây nước mắm kìa. Nước mắm à? Dầu. Chậm thôi. Chưa biết bánh canh ngon hay không biết, nhìn cái chén này là thấy quá đúng gu của mình. Chưa có bánh mì nữa. Nó như gọi anh bánh mì.
hình như ở đây người ta ăn chấm chấm luôn với cả bánh mì nữa, bánh canh mà chấm với bánh mì luôn mới thú vị chứ. Đúng rồi, bánh mì chấm bánh canh. Cô kia nhắc tuồng nói lẹ quá. Quên, cái này phải chụp tấm hình. Cái máy chị để nhà rồi. Rồi, đây. Nó hơi che lại cái chỗ này. Đấy. Ủa nha. Có chả luôn hả? Chả nhiều miếng. Chả nhiều miếng vậy thôi. Rồi. Chả bự quá. Lột 8 lớp lại. Chả bò đó nha, cái này chắc chả bò rồi. Đúng không? Em ơi, miếng chả bò nhiêu vậy cưng? Không biết đâu. Miếng chả bò nhiêu miếng chả bò? 3.000. Đây, thêm miếng chả bò 3.000 nha. Ổn mì nhiêu miếng? Ổn mì nhiêu chú? Ổn bánh mì 2.000. Chả bò 3.000. Đây. Thêm cái mắm vào chút xíu rồi. Húp cái nước lèo trước. Ôi. Cái nước ngon lắm. Có cái mùi thơm của cá. Bây giờ đang đi tìm miếng cá sấy nằm dưới đâu. Ở đây đây đây, ở đây. Cái bánh canh này nó giống như bánh canh sắt á, bánh canh bột gạo sắt của mình. Nó là bánh canh bột gạo đó, nhưng mà cảm giác là nó sắt giống như cái mà mình thường gọi bánh canh sắt. Mới làm một ly. Mới làm một tô chè thái sầu riêng quá mặn. Nhưng mà tới đây vẫn cũng không kèm được. Quá khá luôn. Chả bò rất ngon, rất rất ngon. Lỗ vốn luôn. Hôm nay là cô Cúc lỗ vốn luôn. Người ta bán một tô 9.000, trả lời con 1.000. Vô quốc hết 1.000 ớt rồi. Chương trình tối nay là mình sẽ không ăn gì hết. Mình chỉ ăn đúng một thứ. Cá thờn bơn hoặc cá chì vôi hết. Vậy mới đúng bà nè. Chả cá dài không ngon. Tô này chất lượng nha. Thật sự luôn á, nếu mà ăn mà đang đói ăn tô này là cũng vừa no luôn. Còn nếu mà các bạn, một số người lao động đó, người ta ví dụ như là công nhân hay là những người lao động nặng, ví dụ như là thợ hồ vân vân thì thêm ổ bánh mì nữa. Ổ bánh mì có 2.000 nữa, 9 cộng 2 11 là no ứ hừ luôn. Dư sức để chiến đấu. Phải ăn cùi chỏ. Cái bánh mì Đà Nẵng đặc biệt cái cùi chỏ nhỏ quá à. Người ta
ta nói là cái cùi chỏ của bánh mì là không nên ăn, bởi vì sao? Lúc mà người ta làm bánh mì á, người ta làm bánh mì á, xong người ta lấy cái cùi chỏ này nè, đổ mồ hôi, người ta ngứa, người ta gãi. Mà không biết sao mình cứ ghiền ăn cùi chỏ này, hình như là mình ghiền luôn cái mùi mồ hôi của mấy cái người thợ làm bánh mì hay sao á. Nó đùa thôi. Vui mà, hài hước mà. Mấy người này không có biết hài hước gì mà bắt tôi im là sao. Không thể đúng không vậy? Và chắc có khi cũng có lý, tại vì cái đầu cái cùi chỏ của bánh mì nó đen hơn bình thường đúng không? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là ngày hôm nay quán này được gọi là bánh canh ruộng, quán bánh canh ruộng, hoặc là mọi người có thể tìm bánh canh cá nướng. Bánh canh ruộng cá nướng nằm ở ngay bên, gần cái chân cầu Thuận Phước đó, đối diện với bờ sông Hàn. Rồi mọi người search trên Google sẽ tìm thấy rất dễ, bởi vì cái đường đi nó hơi xích xắc một chút. Bây giờ mà có nói địa chỉ chính xác mọi người cũng khó tìm lắm. Cứ search trên Google bánh canh cá nướng, bánh canh cá nướng, bánh canh ruộng, nói chung search bánh canh ruộng là dễ nhất ha. Dưới chân cầu Thuận Phước đối diện với sông Hàn là sẽ thấy ngay cái khung cảnh mà mọi người xem clip là sẽ thấy. Rồi bây giờ thì Coleman xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại và để tiếp tục ăn hết cái này luôn. Ít khi nào Coleman ăn hết một cái tô mà Coleman review lắm, nhưng mà hôm nay Coleman sẽ xơi hết.